quan hệ Việt-Mỹ và những sự thật mà dân Cờ Vàng khó chấp nhận. Nhiều năm nay, giới chống cộng Cờ Vàng đã không ngừng vận động để Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện, sao cho ngang bằng với quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc và Nga. Họ tin rằng nếu tương lai này xảy đến, nó sẽ khiến Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào Mỹ trong nỗ lực ứng phó với Trung Quốc trên Biển Đông, từ đó buộc phải chiều lòng Mỹ trong các vấn đề liên quan đến thể chế chính trị. Nhờ đó, họ có thể về nước lật đổ chế độ trước khi chết già ở hải ngoại. Tuy nhiên, khi chính quyền Biden loan báo tin rằng Mỹ và Việt Nam sẽ nâng cấp quan hệ, giới nghiên cứu trong và ngoài nước lại chỉ ra rằng cái viễn cảnh mà dân Cờ Vàng mong muốn sẽ không xảy ra. Thay vào đó, sự đồng ấm trong quan hệ Việt-Mỹ gần đây chỉ bác bỏ hàng loạt luận điệu tuyên truyền mà các nhà chống cộng vẫn quen dùng một cách không suy nghĩ. Đó là điều mà người ta có thể rút ra khi đọc một bài viết mới đây đăng trên tờ Washington Post hôm 1 tháng 9. Trong khi giới chống cộng Cờ Vàng thường mô tả Việt Nam như một xã hội chậm tiến, bị cô lập về mặt kinh tế, văn hóa và sắp sụp đổ vì một cuộc khủng hoảng kinh tế mà họ tiên đoán từ lâu nhưng mãi chưa chịu diễn ra, thì bài báo đưa ra một viễn cảnh khá lạc quan về những hợp tác kinh tế sẵn có và có thể có trong thời gian tới giữa hai nước Việt-Mỹ. Cụ thể, bài báo cho biết nếu nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ xảy ra, nó sẽ dẫn đến hoạt động kinh tế mạnh mẽ hơn giữa hai nước. Khi Hoa Kỳ tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc và Việt Nam đang có tham vọng phát triển các công nghệ tiên tiến, các công ty bán dẫn của Mỹ đã bày tỏ sự sẵn lòng hỗ trợ họ trong tham vọng đó, theo lời một quan chức cấp cao ẩn danh trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Bài báo cũng nhận xét rằng hiện nay Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, một quốc gia đã trải qua sự chuyển đổi kinh tế ấn tượng trong hai thập kỷ qua. Các công ty Mỹ cũng đã thể hiện sự sẵn sàng kinh doanh. Các nhà cung cấp của Apple và Google đã đầu tư mạnh vào những nhà máy mới tại Việt Nam và dự kiến Boeing, hãng đã tuyên bố là đầu năm nay họ sẽ mở rộng hoạt động của mình tại Việt Nam, cũng sẽ sớm có những thông báo quan trọng. Nói cách khác, sự gia tăng hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Việt Nam là một thực tế sẵn có từ trước, dù có hay không việc nâng cấp quan hệ. Bài báo trên Washington Post cũng cung cấp hàng loạt bằng chứng giúp bác bỏ một niềm tin thường trực của giới chống cộng Cờ Vàng rằng chính phủ Việt Nam quy phục Trung Quốc, bán biển đảo cho Trung Quốc. Trong bài, Việt Nam được mô tả như là một trong những quốc gia có cam kết rõ ràng nhất đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải của mình trước Trung Quốc trên Biển Đông và đã nỗ lực đa dạng hóa kho vũ khí, nâng cao năng lực quốc phòng của mình để phục vụ mục đích đó. Bài báo cũng minh định rằng việc Việt Nam không kết đồng minh quân sự không đồng nghĩa với thái độ thụ động trước Trung Quốc, mà nó thể hiện chính sách và thái độ độc lập của Việt Nam. Đây không phải là một Việt Nam nhảy sang phía sân chơi của Mỹ. Đây là một Việt Nam đang cố cân bằng giữa hai thế lực, Trung Quốc và Mỹ, để có thể duy trì quyền tự chủ của bản thân. Washington Post cũng dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, dù rằng hai nước có thắt chặt quan hệ, thì chính quyền Mỹ cũng không kỳ vọng Việt Nam trở thành đồng minh quân sự của mình vì tôn trọng chính sách nói trên của Việt Nam. Như vậy, chính nước Mỹ cũng không tin vào luận điệu tuyên truyền nhảm tai của giới chống cộng Cờ Vàng rằng Việt Nam không kết đồng minh quân sự với Mỹ vì quy phục Trung Quốc. Mỗi lần nói về chuyện biển đảo và đối ngoại với Việt Nam, dường như giới chống cộng lại lấy dối trá chồng lên dối trá để thêu dệt nên các ảo tưởng nhằm kích động người dân chống chế độ. Họ phải làm vậy vì họ không nắm trong tay sự thật và lý lẽ. Dù nhân danh độc lập, chủ quyền để chống Đảng, Cộng sản Việt Nam, chính họ mới là bên đang lệ thuộc và nhận lệnh nước ngoài. Hết năm này đến năm khác xuân xoe, xin hầu chuyện những chính khách Mỹ và phương Tây sắp sang thăm Việt Nam. Nhưng những chính khách đó có tôn trọng họ hay không thì ta cứ xem thành công sau mỗi chuyến thăm thì rõ.